chúng ta sẽ có một thử thách mang tên tái hiện thế võ. Mỗi đội 3 thành viên sẽ được ngăn cách để không nhìn thấy nhau. Chương trình sẽ hô tên thế võ và trong vòng 5 giây, các bạn sẽ thực hiện thế võ sao cho trùng khớp. Nếu cả 3 người trùng khớp nhau thì sẽ nhận được điểm. Đội nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng. Trước khi bước vào thử thách, mỗi đội sẽ có thời gian tập luyện võ công là một nén nhang. Dữ vậy, chúng tôi cần nửa nén nhang thôi. Hay lắm, hay lắm. Vô. Hey, nhảy. Nghiêm. Chúng con mời thầy. Dạ thưa thầy, không biết là mình sẽ học gì đây thầy? Giờ chúng ta sẽ học bảy đòn thế. Bảy đòn thế. Dạ. Một đòn là không biết không nhớ không mà bây giờ học tới bảy đòn. À, tư thế mình đứng như thế này. Tay trên mình đỡ, tay xuống là. Dạ. Có là một tay 12 giờ, một tay 6 giờ thầy. Chính xác, chính xác. Bạn này mình vừa nhớ thế, vừa nhớ tên. Để lát mình không được nhìn thấy nhau đâu. Đúng rồi. 2 3. Tí ngọ hầu hậu. Ô, sao anh làm đẹp quá vậy anh Duy? Mặt gắt lên em. Sao tay em giống như bị dị tật vậy anh? Cái tay này lên. À hẳn hả? Giống như chiều kim đồng hồ, cái này đồng hồ chỉ 12 giờ, kia chỉ 6 giờ nè. À địa tầm châu. Ý, châu. Châu là trái châu hả thầy? Châu là chúng ta sẽ đánh vào bộ hạ của họ. Xuyên thẳng vào của nó luôn. Cái đấy là tấn công đàn ông thôi đúng không thầy? Dạ, đúng rồi. Thì cũng đâu nhớ tay này chúng ta phải thủ. Khi mà đối phương có đánh tay thì đá vào, chúng ta phải thủ tay này. Đấm vào. Tầm châu. Đúng rồi. Cái cục gì vậy? Hồi phát gì hổ. Rồi. À, con Nguyên á. Mấy bà cái mà đã đi miếu rồi. Cái tư là gì thầy? Ngũ trảo. Ngũ trảo có nghĩa là mình nếu mà mình quấn vào của đối phương hai gián. Đúng hai là gián. Rồi tư thứ này. À, ngũ trảo. À, giống như ở đi đánh ghen là cao mặt, cao mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là thần đồng thủ thớ. Nhớ chưa? Mình nhớ rồi thầy. Thớ tiếp theo là đào thớ hắc hồng. Diện tiền đa cước. Ê! Ui! Làm ơi! Làm! Làm ơi! Làm! Trời ơi! Ban trời vậy mà anh không nghe trời. Thầy tập thế giỏi vậy mà nó bị điếc luôn thầy. Dừng lại đi! Sao vậy? Chịu không nổi bên đây đâu! Đừng cố gắng nữa! Nó giỏi gì mà la như vậy không thầy? Sao la hoài vậy? Dừng lại đi! Đã hết một nén nhang rồi! Hết một nén nhang rồi! Một nén nhang nhưng phải một bó nhang! Có đồ ăn, có đồ ăn! Cái này gọi là ăn giữa giờ đúng không? Ăn giọng không ta? Đúng rồi, mình tập võ xong rồi ăn một cái cho nó... Có sức khỏe, hồi đó mình còn đi thi nữa anh! Thời tiết quá tuyệt vời! Cái phở này mình đang ăn á, là phở ăn liền đầu tiên của Việt Nam mình luôn. Ủa vậy hả? Mà dĩ nhiên cũng là đầu tiên của nước ngoài, cả thế giới luôn. Rồi, mời anh. Mời nha. Thơm như ta. Tôi sống lại rồi, tôi sống lại rồi. Ngon quá kìa. Đi, vô. Chiến đấu với đội Lý Dương Bảo Lâm. Không sợ, không sợ, không sợ. Ghen giang đâu. Let's go. Ghen giang ơi. Xin mời đội sẽ thực hiện thử thách đầu tiên. Đội bên kia. Thì đội bên kia lớn và có kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên sẽ nhường đội chúng tôi. Tại sao ạ? Chúng tôi toàn là những phụ nữ. Chúng tôi toàn là những phụ nữ. Ê. Có hai phụ nữ. Hai phụ nữ và một đàn ông thì cũng có phụ nữ. Quán tôi xì chảo. Mời. Anh ra cái gì? Ra cái vỏ. Em ra tô cháo. Let's go. Thôi. Chắc. Chúng tôi quyết định đội bên kia sẽ thi trước. Cố lên nha mấy anh ơi. Thế võ đầu tiên, Ngọc Tràn Ngân Đài. Hơi. Hơi. Năm. 4, 3, 2, 1. Cố lên. Thấy chưa? À. Thế võ thứ hai, ngũ trảo. Ngũ trảo? À.
lộn. 5 4 3 2 1 Anh Giang sai rồi. Ai sai? Em sai thầy. Không, bây giờ chân. Xin lỗi thầy. Ủ chảo. À. Tại sao lại sai? Anh Trường Giang. Rồi, phải có sai chứ. Liệu hồn nha. Thế võ thứ 3, Tý Ngọ Hầu Hậu. Đây, cái này đúng nè. Tý Ngọ Hầu Hậu. 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn đúng 2 trên 3 thế võ. Chúc mừng các bạn. Ủa, mình đã thắng tuyệt đối nha. Đúng. Dạ tới đội em ạ. Dạ thưa đội bạn cũng như là thưa thầy và thưa toàn thể quý khán giả. Chúng tôi là những người học đâu, học đâu quên đó. Nhớ đó. Văn võ song toàn. Đúng, chúng con sẽ không bao giờ làm thầy thất vọng. Và sẵn trên sàn đấu, chúng con sẽ tặng thầy một bài hát được mang tên Mái Trường Mến Yêu. 2, 3. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Bên đây có phải là ca sĩ hay không? Nhưng mà anh hát em không vào được cái tông của anh. Thế vào đầu tiên, tấn đả song quyền. Tấn đả song quyền, wow. Năm, bốn, ba, hai, một. Wow. Thế vào thứ hai, thân đồng thủ thế. Thân đồng thủ thế. Sai rồi. Thầy không có gõ. Ngân sai. Ui, đâu như nào? Ngân sai à. Trời ơi, biết không đúng nè, mọi người ơi. Thầy, đúng rồi. Sai lộ quá. Rồi, tiếp thầy. Thế võ thứ ba, thiền sư tấn khách. Thiền. 5, 4, 3, 2, 1. Thầy bạn Lâm có bị thầy, bạn Lâm chưa. Rõ ràng tôi thấy nhìn bên Thủy Vân rõ ràng. Bạn Lâm có bị thầy. Rõ ràng. Thầy bom rồi. Thầy bom rồi. Vì hai đội có tỷ số bằng nhau nên tất cả chúng ta sẽ cùng nhận được một điểm rực rỡ. Yeah. Yes. Cũng được, con này bắt tay lại.